Mira san, konnichiwa, Cosmos Nozun desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video thứ tư trong phần phương pháp học kanji gì, hướng dẫn về phương pháp học kanji gì. Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và đặc biệt là góp những ý kiến vô cùng quý giá đến những video của học tiếng Nhật Cosmos. Đặc biệt là qua 3 video đầu tiên liên quan đến phương pháp học kanji gì thì các bạn đã đưa ra những ý kiến đóng góp và những thắc mắc chia sẻ cùng học tiếng Nhật Cosmos. Trong đó có rất nhiều những ý kiến của những bạn lần đầu tiên học chữ Hán. Những bạn đầu tiên trực chữ với những nét chữ Hán đầu tiên thường thắc mắc một câu rằng không biết viết chữ Hán như thế nào, không biết viết chữ Hán bắt đầu từ đâu. Và hôm nay đáp lại những ý kiến đóng góp vô cùng quý giá ấy thì học tiếng Nhật Cosmos xin gửi tới các bạn video số 4 hướng dẫn về những quy tắc vô cùng cơ bản, những quy tắc cơ bản đầu tiên liên quan đến các nét chữ cơ bản, cách viết cơ bản và cách ghép chữ cơ bản trong chữ Hán. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua 3 nội dung rồi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các nét cơ bản trong chữ Hán như thế nào. Như các bạn đã biết, chữ Hán là chữ tượng hình được cấu tạo trong một cấu trúc ô vuông. Một cấu trúc ô vuông ấy ví dụ như thế này, và chữ Hán ấy sẽ được nằm trọn vẹn trong một ô vuông này. Chữ Hán được tạo ra bởi các nét. Nét có thể là nét ngang, nét dọc, nét phẩy, nét hất, hay là các nét chấm, hay chỉ là những chấm đơn giản thôi. Vậy thì từ những nét và những chấm đơn giản ấy được gọi là nét chữ, được gọi là nét chữ. Nét chữ của chữ Hán hay còn gọi là kanji đó, đúng không ạ? Vậy thì nét chữ này như thế nào? Mỗi một chữ Hán cụ thể được cấu tạo bởi số lượng nét chữ nhất định. Và số lượng nét chữ ấy có thể chỉ là một thôi, ví dụ như là chữ nhất chẳng hạn. Chữ nhất chẳng hạn thì chỉ có một nét chữ, hay được cấu tạo bởi rất nhiều nét chữ, có thể có những chữ Hán lên tới hơn 10 nét chữ chẳng hạn. Thì số lượng nét chữ ấy được tính như thế nào? Số lượng nét chữ ấy được tính bởi mỗi một lần mà bạn nhấc bút. Và mỗi một chữ Hán sẽ có những số lượng nét nhất định. Như các bạn đã biết thì có những chữ thì mỗi một chữ Hán có những số lượng nét chữ nhất định. Có những chữ thì chỉ có duy nhất một nét thôi, ví dụ như chữ nhất chỉ có một nét ngang, hay là chữ lệ này. Chữ lệ này thì cực nhiều, đúng không ạ? Bạn nhìn vào đã thấy rối mắt rồi. Vậy thì mỗi một chữ này có những số lượng nét nhất định ấy được quy định như thế nào? Số lượng nét được quy định như thế nào thì mỗi một nét được tính khi mà một lần bạn đặt bút và một lần bạn nhấc bút. Ví dụ như chữ nhất thì bạn đặt bút và nhấc bút là được một nét, đúng không ạ? Hay là chữ tự chẳng hạn thì đầu tiên một nét này, tiếp theo 2, 3, 4 và 5. Thì đó là 5 nét cho với sự tự. Và tương tự thì mỗi một nét, ví dụ như chữ lệ này, một chữ lệ này thì số lượng nét được tính như thế nào? Thì tính dựa trên lần mà bạn đặt bút và bạn nhấc bút. Vậy thì chữ Hán hay còn gọi là kanji này được cấu tạo bởi các nét chữ như thế nào? Thì như các bạn đã tìm hiểu một số tài liệu mà mình cũng đã giới thiệu rồi. Và các chữ Hán ấy được cấu tạo bởi 7 nét cơ bản. 7 nét cơ bản. Và ngoài ra là những nét biến thể, sự kết hợp của 7 nét cơ bản ấy. Đối với những bạn lần đầu tiên học chữ Hán thì chúng ta sẽ tìm hiểu với 7 nét thuộc và ghi nhớ 7 nét cơ bản ấy, nhớ về cách viết. Còn những nét biến thể thì các bạn có thể tham khảo và sau này quá trình học chữ Hán bạn sẽ hiểu hơn về những nét biến thể ấy. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng nét một nhé. Chúng ta có nét cơ bản đầu tiên, đó được gọi là nét chấm. Nét chấm. Nét chấm hay còn gọi là nét chấm chủ. Nét chấm này có thể chỉ đơn giản là một dấu chấm từ trên xuống, hay từ phải sang hay từ trái sang như thế này thì được gọi là nét chấm. Nét chấm mấy bạn nhìn thấy rất nhiều các chữ, ví dụ như trong chữ này, ví dụ như trong chữ đại. Thì chữ đại, trong chữ đại này thì đây sẽ chính là nét chấm, được gọi là nét chấm. Hay là trong chữ chủ, hay là trong chữ chủ. Trong chữ chủ này thì đây cũng được gọi là nét chấm. Và đó chính là những nét chấm cơ bản nhất. Nét chấm có thể là trên xuống, trái sang hay là phải đưa sang nhất, nhưng mà ngắn nhỏ thôi thì được gọi là nét chấm. Thì đó là nét cơ bản đầu tiên. Nét cơ bản thứ hai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó là nét ngang. Nét ngang, các bạn nghe đến từ ngang rồi, bạn đã biết rồi đúng không? Ngang nghĩa là hoành, hoành nghĩa là kéo dài. Là nét chỉ có một đường từ trái sang, từ trái sang phải, được gọi là nét ngang. Nét ngang này bạn thấy trong chữ gì ạ? Chữ đơn giản nhất đấy chính là chữ nhất, đúng không ạ? Đó là chữ nhất, hay là chữ nhị, và cũng có thể là đó chính là chữ tam, đúng rồi, đúng không ạ?
Nhất nhị tam đều là những nét ngang đưa từ trái sang thì được gọi là nét ngang. Rất đơn giản và rất cơ bản đúng không? Tiếp theo nét số 3 đó là nét sổ. Nét sổ thì chính là nét sổ dọc từ trên xuống. Nét sổ dọc từ trên xuống. Nét sổ dọc từ trên xuống này bạn đã gặp vào trong chữ gì nhỉ? Đó chính là chữ số mấy đây ạ? Đây là số mấy nhỉ? Đây là hình chữ gì ạ? Các bạn hay nhìn thấy hình chữ thập. Đúng rồi, hình chữ thập. Và nét mà đưa từ trên xuống này được gọi chính là nét sổ, sổ dọc. Nét sổ dọc đưa từ trên xuống. Hay là trong chữ chung. Đối với người Việt Nam chúng ta thì hai chữ này rất là quen thuộc đúng không ạ? Chữ chung và chữ thập. Thì đây cũng chính là nét sổ dọc. Đây là ba nét đầu tiên rất rất cơ bản của chữ Hán đúng không ạ? Nét chấm, nét ngang và nét sổ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với nét phẩy. Đã là nét phẩy rồi thì chúng ta hiểu nó gì ạ? Nó giống với dấu phẩy ư? Đúng rồi, rất là giống dấu phẩy như này một cái đúng không ạ? Vậy thì nét phẩy này chính là nét mà bạn đưa từ phải xuống. Đưa từ phải nhá. Đưa từ phải xuống. Đưa từ phải xuống nào, chúng ta cùng tập luyện ạ. Đưa từ phải xuống. Từ bên tay phải. Nét phẩy. Nét phẩy này có trong những chữ gì nhỉ? Nét phẩy này ví dụ như trong chữ lực. Chữ lực. Chữ lực như thế này đúng không ạ? Chữ lực thì đây chính là nét phẩy. Vâng, đây chính là nét phẩy. Hay là chữ bát thì đây chính là nét phẩy. Đây được gọi là nét phẩy. Nét dấu đỏ, chữ đỏ là nét phẩy. Hay là trong chữ nhập. Nhập có nghĩa là đi vào, vào đâu đó. Đúng không ạ? Nhập. Xuất nhập đấy ạ, xuất nhập khẩu đấy ạ. Thì đây chính là nét phẩy. Các bạn chú ý nhé. Nét phẩy là đưa từ gì ạ? Phải. Phải xuống. Rồi trong quá trình học như này thì các bạn có thể là lấy bút và tập viết với mình. Đồng thời là bạn cũng có thể là nhắm mắt lại và tưởng tượng. Và đồng thời là cũng lấy tay viết lại đúng không ạ? Vâng, đó chính là cách để bạn có thể ghi nhớ các nét chữ Hán một cách nhanh nhất. Và đây là bốn nét đầu tiên, chấm ngang sổ phẩy, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với nét số 5. Đó là nét mác. Nét mác là nét gì? Nét mác là nét ngược lại hướng với nét phẩy. Nét phẩy thì từ phải, phẩy phải đúng không ạ? Phẩy thì từ phải xuống. Vậy thì mác mà ngược lại thì mác trái đúng không ạ? Phẩy phải mác trái. Phẩy phải mác trái. Vậy thì mác trái sẽ là ngược lại như thế này. Đúng không ạ? Từ bên trái, từ sang. Vâng, vậy thì nét trái bên trái này sẽ nằm ở trong chữ nào? Các bạn sẽ nhìn thấy đúng không ạ? Đây là chữ bát. Vậy thì nó chính là cái phía vế bên ngược lại. Vâng, đây chính là chữ bát. Và đó chính là nét mác. Các bạn chú ý nhé. Mác trái, phẩy phải mác trái. Ngoài ra, nét mác này chúng ta còn nhìn thấy ở trong chữ hự. Ở chữ hự này thì cũng có một nét mác đúng không ạ? Đưa từ trái sang. Vâng, đưa từ trái sang được gọi là nét mác. Và nét số 6 của chúng ta sẽ học ở đây đó chính là nét hất. Đã gọi là nét hất rồi thì có nghĩa là hất một chút lên thôi đúng không ạ? Hất lên một tí. Hất lên này chúng ta sẽ nhìn thấy trong chữ nào nhé. Ví dụ đây là chữ gì ạ? Chữ địa. Vậy thì trong chữ địa này đây chính là nét hất. Đó chính là hất vát lên một chút thì được gọi là nét hất. Nét hất. Và nét hất này bạn sẽ thấy ở trong một chữ nữa. Đó là chữ... Và nét hất này bạn còn nhìn thấy trong một chữ đó là chữ chỉ. Chỉ đúng không ạ? Trong đợi chờ. Và trong nét hất này, và nét hất này còn nằm trong chữ chỉ nữa như bạn đã biết. Và bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ cùng phân biệt chữ thổ. Và chúng ta sẽ cùng phân biệt chữ thổ. Chữ thổ. Chữ thổ đơn giản như thế này đúng không ạ? Chữ thổ thì bạn nhìn thấy làm sao nét thứ ba này là nét ngang đưa từ trái sang phải. Nhưng vẫn là chữ thổ, nhưng thuộc về bộ thổ ấy. Ví dụ trong chữ địa. Thì lúc này, cái nét ngang này còn gọi là nét ngang không ạ? Không đúng không ạ? Mà đây sẽ gọi là nét hất. Đây là hất. Thì đây là ngang. Các bạn chú ý ạ. Khi mà bạn đưa thành bộ mà chuyển sang bên tay trái thì nó sẽ tạo một đường phát hơn một chút và tạo thành nét hất để tạo sự cân đối của chữ. Và đó là điều mà các bạn phải chú ý và phân biệt nhé. Khi nó nằm thành bộ rồi thì nó lại thuộc về nét hất. Và nét thứ 7, nét cuối cùng trong 7 nét cơ bản mà chúng ta sẽ học đó chính là nét móc. Nét móc.
đã gọi là móc rồi thì bạn hiểu rồi đúng không? Nó giống như móc câu, nó phải có một cái phần vớt vát lên một chút, được gọi là nét móc. Nét móc ấy chính là nét đưa thẳng từ trên xuống, đưa thẳng từ trên xuống và hơi hất lên bên trái một chút, hơi hất lên bên trái một chút. Và nét móc này bạn thấy trong chữ gì nhỉ? Đó chính là chữ tiểu. Và cũng có thể thấy ở trong chữ dự. Chữ tiểu và chữ dự đều có nét móc. Nếu nét sổ thì là thẳng xuống, đúng không ạ? Vậy thì nét móc là nét thẳng xuống nhưng làm sao ạ? Lại có một cái hất lên. Đã gọi là móc mà, móc thì nó phải có một cái vác lên giống như móc câu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tổng hợp lại nhé. Chúng ta đã học được 7 nét cơ bản. Chấm, chấm trái phải thẳng, nét ngang trái sang, sổ trên xuống, phẩy tứ phải, phẩy phải gì ạ? Phẩy phải mác trái. Tiếp theo là hất và cuối cùng là nét móc. Rồi chúng ta cùng ghi nhớ lại một lần nữa nào. Các bạn hãy ghi nhớ lại, hãy mường tượng lại 7 nét cơ bản ấy và hãy tự viết lại vào trong nháp hoặc là trên bảng của mình mà không nhìn vào mẫu nhé. Đó là 7 nét cơ bản. Nét chấm, nét ngang, nét sổ, nét phẩy, nét mác, nét móc và nét hất. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu 7 nét cơ bản khi mà viết chữ Hán. Vậy những nét biến thể ấy là những nét biến thể như thế nào? Các nét biến thể thì có rất là nhiều và đa dạng, có thể kết hợp giữa nét ngang và nét sổ chẳng hạn. Nét ngang và nét sổ như thế này đúng không ạ? Vậy thì kết hợp trong chữ khẩu. Chữ khẩu thì đây chính là nét ngang và gập xuống, ngang gập xuống. Vậy thì còn ngang móc thì như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua chữ ngang móc. Ngang móc này bạn sẽ nhìn thấy ở trong chữ nguyệt. Ngang móc bạn nhìn thấy trong chữ nguyệt đúng không ạ? Hay còn có thể đó là gì ạ? Phẩy ngang, phẩy ngang, phẩy ngang như thế này. Phẩy ngang như thế này thì bạn sẽ nhìn thấy trong chữ gì? Ví dụ như chữ công chẳng hạn, phẩy ngang. Và đó chỉ là ba, đây chỉ là ba trong số rất rất nhiều những nét kết hợp và nét biến thể. Nét biến thể gọi là biến thể thôi, thực ra nó chính là sự kết hợp của 7 nét cơ bản. Ngang móc, ngang sổ, phẩy ngang, hoặc là ngang, ngang hoặc là ngang mác chẳng hạn vân vân. Thì đó chính là những nét và biến thể. Sau này các bạn khi mà học với những chữ Hán khó hơn thì bạn sẽ gặp những cái nét biến thể này rất nhiều và lúc đấy bạn sẽ hiểu được. Nhưng mà để có thể hiểu được các nét biến thể thì mình đã nói rất nhiều lần rồi. Đó là gì? Phải tạo dựa trên nền tảng cơ bản của 7 nét cơ bản ấy. Dựa trên 7 nét cơ bản. 7 nét cơ bản là những nét gì mà chúng ta vừa học nhỉ? Nhắc lại, đầu tiên là nét chấm, thứ hai là nét ngang, sổ, phẩy, mác, hất và móc. Và đó là 7 nét cơ bản, các bạn đừng quên nhé, luôn luôn ghi nhớ. Và từ những nét cơ bản ấy chính là cơ sở để các bạn có thể viết chữ Hán thật đúng, thật chuẩn. Đồng thời là khi bạn nhìn vào chữ Hán á, bạn có thể định lượng và bạn có thể đếm được bao nhiêu nét. Chữ Hán này có bao nhiêu nét. Và khi mà đếm được nét rồi thì bạn viết chữ Hán đấy sẽ rất là đúng và không bao giờ bị thiếu nét cả. Và đó là phần 1, phần đầu tiên của video số 4 ngày hôm nay. Các nét cơ bản của chữ Hán. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ 2 của ngày hôm nay nhé. Cũng giống như tiếng Việt thì tiếng Nhật cũng có những quy tắc viết cơ bản. Với tiếng Việt thì chúng ta thường có quy tắc viết, đó là gì? O thì phải viết tròn, rồi O thì làm sao? O thì thêm có dấu mũ chẳng hạn, đúng không ạ? Và khi mà bạn viết O tròn đấy thì bạn phải đưa từ trái sang phải, đúng không ạ? Hay là viết mà chữ T thì bạn phải đưa từ dưới lên trên hay như thế nào? Hay viết số 5 thì nguyên tắc viết như thế nào? Đúng không ạ? Hay số 5 nguyên tắc phải viết như thế này, chứ không được là viết như thế này, đúng không ạ? Mà chúng ta phải có nét, đây là nét thứ 1, đây là nét thứ 2. Và tiếng Việt có nguyên tắc như thế thì tiếng Nhật cũng tương tự. Tiếng Nhật cũng có nguyên tắc, mà đặc biệt đây lại là một chữ tượng hình. Do đó các nguyên tắc để viết nên chữ Hán, viết nên chữ Kanji ấy, các bạn cần nhớ và thuộc cũng như là tuân thủ những quy tắc ấy. Bởi vì các bạn mà ghi nhớ được quy tắc, viết theo đúng quy tắc thì làm sao? Chữ Hán của các bạn sẽ đẹp hơn. Đó là điều đương nhiên. Thứ hai là gì ạ? Bạn sẽ nhớ được nét chữ. Vì sau cái quy tắc này, kết thúc của nét này thì nó lại đến cái nét khác. Thì chắc chắn là bạn sẽ nhớ được nét chữ và không bị quên hay thiếu nét. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 7 quy tắc viết chữ Hán cơ bản nhất mà các bạn mới bắt đầu nên học và cố gắng ghi nhớ những quy tắc này. Quy tắc đầu tiên mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là ngang trước sổ sau. Nét ngang viết
nét trước và nét sổ phía sau. Nét ngang là nét gì nhỉ? Nét ngang là nét đưa từ trái sang phải. Nét sổ là nét đưa từ trên xuống dưới, giống như chữ thập. Và cái nét đó thì chúng ta đã học ở phần 1 của video clip lần này rồi. Và nguyên tắc 1 này chúng ta sẽ ứng dụng cho những chữ như thế nào thì chúng ta tìm hiểu nhé. Ngang sổ. Ngang viết trước, sổ sau. Ngang trước, sổ sau. Nguyên tắc ngang trước, sổ sau bạn sẽ thấy trong chữ thập. Bạn để ý này, chữ thập đầu tiên là gì nhỉ? Đó là gì ạ? Ngang, trái phải, trái sang phải. Tiếp theo đó là từ bạn viết sổ xuống. Đúng không ạ? Ngang trước, sổ sau. Và quy tắc ngang trước, sổ sau này bạn còn thấy ở trong một chữ, đó là chữ hãn. Chữ hãn này chính là chữ Hán để viết chữ AC. AC là mồ hôi, nóng quá, nóng chơi dẫn đến là AC rất là nhiều. Và chữ hãn này có bộ thủy ứng trước này, chúng ta tạm thời không quan tâm. Tiếp theo đó chính là chữ thập. Chữ hãn này có chữ bộ thủy và đồng thời là có hai nét ngang. Hai nét ngang và tiếp theo là một nét sổ. Đúng không ạ? 1, 2 và 3. Các bạn đã thấy chưa? Ngang trước, sổ sau. Nguyên tắc số 1, ngang trước, sổ sau. Nguyên tắc số 2 sẽ liên quan đến nét phẩy và nét mác. Nét phẩy và nét mác là nét như thế nào thì các bạn còn nhớ không? Nét phẩy là nét mà đưa từ phải xuống, nét mác là đưa từ trái xuống. Vậy thì nguyên tắc số 2 này liên quan đến hai nét ấy, đó là gì ạ? Phẩy trước, mác sau. Phẩy trước, mác sau. Phẩy trước, mác sau này bạn sẽ thấy trong những chữ gì? Chúng ta cùng tìm hiểu. Chữ đầu tiên đó là chữ bát. Bát có nghĩa là 8, đúng không ạ? Vậy thì đâu ạ? Phẩy đâu ạ? Phẩy là đỏ hay đen? Phẩy là đỏ. Đỏ chính là phẩy và số 1. 2 là mác, đúng không ạ? Tiếp theo đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ gì ạ? Chữ nhật. Chữ nhật này cũng tương tự, đúng không ạ? Bạn thấy làm sao? Đây là phẩy trước, mác sau. Thì đây chính là nguyên tắc thứ 2, phẩy trước, mác sau, phẩy mác. Và nguyên tắc thứ 3 của chúng ta sẽ tìm hiểu đó là gì ạ? Trên, trước, dưới, sau. Nguyên tắc số 3 đó chính là nguyên tắc trên, trước, dưới, sau. Trên, trước, dưới, sau cũng như trong tiếng Việt chúng ta hay có câu là gì nhỉ? Kính trên, nhường dưới. Vậy thì trên sẽ được viết trước và dưới sẽ được viết sau. Đó chính là trong chữ nhị. Chữ nhị bạn sẽ thấy gì ạ? Nét gạch ngang, hai nét gạch ngang nhưng nét gạch ngang ở phía trên được viết trước. Nét gạch ngang ở phía trên được viết trước, nét gạch ngang ở phía dưới viết sau. Hay trong chữ tam cũng vậy. Chữ tam này có 3 nét. Chữ tam có 3 nét thì nét từ trên xuống dưới sẽ được viết theo đúng thứ tự như thế. Đúng không ạ? 1, 2, 3. Đó là nét tam. Hay là trong chữ hợp. Trong chữ hợp bạn sẽ nhìn thấy đây là có một bộ, đúng không ạ? Phần trên và phần dưới khác nhau. Và chữ hợp này nhìn hơi phức tạp nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng phần phía trên của chữ hợp, phần mũ và chữ nhất này sẽ được viết trước. Và sau đó là phần phía dưới là chữ khẩu. Và đó chính là nguyên tắc số 3, trên, dưới, trên, trước, dưới, sau. Và nguyên tắc số 4 chính là nguyên tắc gì nhỉ? Trái, trước, phải, sau. Trái, phải. Nguyên tắc trái, phải này bạn sẽ nhìn thấy trong chữ gì? Đó chính là chữ minh. Chữ minh bạn sẽ thấy có gì ạ? Nhật và nguyệt. Nhật và nguyệt, bạn thấy nhật bên trái, nguyệt bên phải. Nhật được viết trước và nguyệt được viết sau. Tiếp theo đó là chữ hưu chẳng hạn. Chữ hưu chính là hưu, hưu chí là nghỉ, nghỉ ngơi đấy, đúng không ạ? Yasumi. Và yasumi này bạn cũng thấy tương tự. Chữ nhân của nhân đứng ở bên trái này sẽ được viết trước. Tiếp theo là chữ bộ mộc ở bên phải. Trái trước, phải sau. Rồi chúng ta nhắc lại bốn nguyên tắc vừa học. Ngang sổ, phẩy, mác, trên, dưới, trái, phải. Ngang trước, sổ sau, phẩy trước, mác sau, trên trước, dưới sau, trái trước, phải sau. Nguyên tắc thứ 5 đấy là ngoài trước, trong sau. Nguyên tắc số 5 đây chính là ngoài trước, trong sau. Ngoài trước, trong sau bạn sẽ thấy qua chữ nguyệt. Ngoài trước, trong, trong, sau. Tiếp theo là chữ đồng. Đồng nghĩa là giống nhau. Đồng bạn cũng vẽ khung ở ngoài trước, sau đó ở trong là nhất khẩu. Và tiếp theo đó là chữ chu chẳng hạn, chữ chu thì cũng tương tự như vậy. Và tiếp theo là chữ chu cũng tương tự như vậy. Đầu tiên là vòng ngoài trước, tiếp theo là thổ và khẩu. Và bạn nhận thấy là gì ạ? Ngoài trước, trong sau. Phải đi từ ngoài và trong. Và nguyên tắc số 6 đó chính là nguyên tắc vào nhà trước, đóng cửa sau. Vào nhà trước, đóng cửa sau bạn sẽ thấy ngay chữ quốc này. Chữ quốc, đúng không ạ? Thì đây là bộ khuynh
xung quanh bên ngoài đúng không ạ? Vị nhầm. Ví dụ chữ quốc thì bạn sẽ vẽ cái tường bao xung quanh bên ngoài. Bạn đi vào nhà thấy ngọc, rồi sau đó bạn mới khép cửa lại, đóng cửa lại. Thì đó chính là chữ học. Và đây là thuộc nguyên tắc số 6. Vào nhà trước, vào nhà trước và đóng cửa sau. Phải vào nhà rồi thì mới đóng được cửa đúng không ạ? Vâng, đấy chính là chữ quốc. Tiếp theo là ví dụ như chữ cá trong khi mà bạn đếm vật nhỏ, có ít cô, ni cô đấy đúng không ạ? Thì ví dụ, và chữ cô này cũng tương tự như vậy. Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng ta phải vào nhà trước, đóng cửa sau. Và đây là nguyên tắc số 6. Nguyên tắc vào nhà trước, đóng cửa sau còn thể hiện trong chữ cá khi bạn đếm vật. Chữ ấy cũng được viết là bởi nhân đứng này, sau đó là bộ khung bên ngoài. Sau đó bạn phải vào trong nhà, thấy rất là cũ. Và cuối cùng là bạn phải đóng cửa lại, đúng không ạ? Thì đấy chính là nguyên tắc số 6, vào nhà trước, đóng cửa sau. Còn nguyên tắc số 7, nguyên tắc cuối cùng trong 7 quy tắc viết chữ Hán cơ bản nhất. Đó là nguyên tắc viết giữa trước, hai bên sau. Giữa và đến hai bên là bạn sẽ thấy qua chữ gì? Đấy chính là chữ tiểu. Giữa viết trước và hai bên viết sau. Hai bên thì trái phải, thì trái sẽ được viết trước và phải viết sau. Và đó chính là nguyên tắc giữa hai bên. Tiếp theo ví dụ như là đến chữ thủy. Thủy là nước đấy đúng không ạ? Thì cũng giữa viết trước, hai bên viết sau. Và đó chính là 7 nguyên tắc. Chúng ta cùng nhắc lại 7 quy tắc viết cơ bản nhất. Đó là gì ạ? Ngang, sổ, phẩy, mác, trên, dưới, trái, phải, ngoài, trong, vào, nhà, đóng cửa và giữa hai bên. Các bạn có nhớ lại được không ạ? Nào rồi chúng ta cùng nhau nhớ lại nhá. Nguyên tắc số 1. Gì ạ? Ngang trước, sổ sau. Nguyên tắc số 2. Phẩy trước, mác sau. Chúng ta cùng quay lại nhé. Nguyên tắc số 2. Phẩy trước, mác sau. Nguyên tắc số 3. Trên trước, dưới sau. Nguyên tắc số 4. Trái trước, phải sau. Ví dụ như trong chữ mình chẳng hạn, đúng không? Trái, phải. Nguyên tắc số 5 là ngoài và trong. Ngoài trong như chữ Nguyệt. Ngoài trước, trong sau. Nguyên tắc số 6, đóng cửa vào nhà. Đi bắt đầu xây dựng này. Vào trong nhà này. Vào trong nhà rồi cuối cùng là đóng cửa lại. Nguyên tắc số 7 cuối cùng đó là gì? Giữa trước, hai bên sau. Và đó chính là 7 quy tắc cơ bản nhất về viết chữ Hán hay còn gọi là chữ Kanji. Và các bạn hãy ghi nhớ các quy tắc này nhé, để chúng ta không quên nét chữ, cũng như là khi mà viết thì bạn sẽ thuận tay hơn, sẽ có nhiều thuận lợi và làm quen với chữ Hán cách dễ dàng hơn. Và nội dung thứ ba, nội dung cuối cùng của video clip số 4 phần Kanji ngày hôm nay mà chúng ta tìm hiểu, đó là các cách nên chữ Kanji, cách cấu tạo nên chữ Kanji. Như các bạn đã biết, chữ Kanji được hình thành và được viết trong một ô vuông, được viết trong một ô vuông, được cấu tạo nằm trong một tổng thể là ô vuông. Và nét chữ ấy sẽ nằm trong khối ô vuông này để tạo nên sự cân đối. Và cái cách ghép chữ Hán này cũng sẽ tuân thủ theo cấu trúc của cái ô vuông này. Có những chữ Hán bản thân nó đã nằm trọn trong một khối ô vuông này. Ví dụ ngay như chữ nhất. Ngay như chữ nhất chẳng hạn, thì bản thân nó đã nằm trọn trong ô vuông. Nó sẽ được nằm chính giữa để tạo nên sự cân đối. Hay là như chữ nhân. Ví dụ như chữ nhân chẳng hạn. Nhưng cũng có chữ Hán. Đó là gì ạ? Nó thể hiện được sự trên dưới. Nó thể hiện được sự trên dưới. Hay lại thể hiện được sự trái phải. Trái phải. Và cũng có những chữ Hán mà nó lại để thể hiện như thế này thôi. Đó là gì ạ? Như thế này, đúng không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Bản thân một chữ Hán có thể là tổng thể của cả một ô vuông, nhưng cũng có thể tách ra thành nhiều bộ phận, và mỗi bộ phận thì lại nằm trên một không gian nhất định của ô vuông đó. Và để có thể tìm hiểu cụ thể hơn, các bạn hãy lấy cuốn sách Kanji trong bộ Minna no Nihongo ra, trang số 21-22. Trong trang số 21-22 chúng ta có phần đây là Kanji o kiru. Có nghĩa là gì? Chúng ta hãy tách cái chữ Kanji này ra. Tách chữ Kanji này ra để chúng ta nhận thấy rằng chữ Hán ấy là nằm trong những cấu trúc như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng chọn một cái cấu trúc mà tương ứng với chữ đấy và cấu trúc mà phù hợp nhất. Ví dụ như Rê Bưng, ví dụ ở đây là chữ Aki là mùa thu. Mùa thu ở đây thì bạn sẽ nhìn thấy cấu trúc nó sẽ nằm bên là cấu trúc có một phần là gì ạ?
một phần là bên trái và một phần bên phải, đúng không ạ? Cấu trúc chữ thu ấy là có một phần bên trái và một phần bên phải. Và tương tự chúng ta có chữ quốc. Chữ quốc ở đây chính là cấu trúc của chữ gì? Cấu trúc của chữ quốc nó chính là dạng tạo có gì ạ? Có vòng xung quanh và có phần bên trong. Tương tự bạn sẽ thấy gì ạ? Chữ hiệu. Chữ hiệu là chữ số 1. Hiệu có nghĩa là hiệu này trong các cô, nghĩa trong trường học. Các cô này thì nó sẽ nằm trong cấu trúc nào? Trái phải hay trên dưới hay là bộ khuynh như thế này? Nào chúng ta sẽ chọn. Và lúc ấy bạn sẽ chọn được đáp án đúng là bên trái phải. Tiếp theo đó là chữ dạ, đúng không ạ? Chữ dạ ở đây chúng ta sẽ thấy là bộ nào? Chữ dạ là chính là phần trên dưới, có đúng không ạ? Đây có phải đúng là như thế không? Chữ dạ này chính là cấu trúc theo dạng trên dưới. Tương tự bạn sẽ tìm thấy chữ tiếp theo đó là chữ shu. Trong shu có nghĩa là tuần, đúng không ạ? Chữ tuần này thì bạn sẽ thấy viết như thế nào? Chữ tuần này sẽ nằm trong những khối nào? Bạn sẽ nhìn thấy, quan sát và bạn nhận thấy nó nằm ở có một phần xung quanh ở bên. Có phải dạng này không ạ? Đúng không ạ? Đây chính là phần bên xung quanh, bên tay trái. Tiếp theo là bên tay phải, đúng không ạ? Và tiếp theo là chúng ta sẽ thấy chữ đồng. Chữ đồng này thì chúng ta nhìn thấy cấu trúc theo dạng gì ạ? Đây là một ô vuông. Và cấu trúc ấy nó theo dạng như thế nào nhỉ? Đúng rồi, đó chính là như thế này, đúng không ạ? Úp xuống và đó chính là chữ đồng. Và tiếp theo chữ số 5 bạn sẽ thấy ở đây là chữ bộ. Chữ bộ, bộ trong ý là đi bộ. Chữ đi bộ này bạn nhận thấy đi bộ này nó là nằm trong cấu trúc chữ như thế nào? Các bạn thử đoán xem. Chữ bộ này chính là chúng ta viết theo dạng trên, dưới, đúng không ạ? Trên và dưới. Tiếp theo đó là chữ số 6. Chữ số 6 ở đây chính là chữ mise, có nghĩa là cửa hàng. Và chữ Hán Việt được gọi là chữ điếm. Chữ điếm này bạn sẽ nhận thấy nó nằm trong cấu trúc như thế nào nhỉ? Đó là các bạn chú ý vào cách viết nhé. Vậy thì sẽ nằm trong cấu trúc ô vuông đó là chữ gì nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ là như thế này. Và đó chính là chữ điếm. Tiếp theo chữ số 7 đó là chữ đồ. Chữ đồ bạn nhận thấy là chữ gì ạ? Cấu trúc như thế nào? Chữ đồ chính là cấu trúc giống với chữ quốc. Và tương tự các bạn có thể luyện tập tiếp theo với các chữ bên dưới như chữ loạn, chữ lữ, chữ song, chữ gian và chữ miễn. Và các bạn sẽ lựa chọn được rằng là cái chữ đó được cấu tạo dựa trên những cái khung hình như thế nào, cái ghép của chữ ấy như thế nào, ghép trên, dưới, trái, phải, hay là một phần vát bên trái và một bên phải, hay là giữa trung tâm và viền xung quanh. Và đó chính là cách ghép, cái ghép chữ cơ bản của chữ Hán hay gọi là chữ Kanji. Thì các bạn tham khảo phần này để có thể hiểu được rằng là chữ ấy, khi mà bạn viết một chữ Hán, ví dụ nhìn vào chữ quốc chẳng hạn, bạn nhìn vào chữ quốc thì bạn nhận thấy rằng chữ quốc là sự cấu tạo giữa bên trong và bên ngoài, trung tâm bên trong và viền xung quanh bên ngoài. Thì khi ấy bạn sẽ ý thức được để tạo nên sự cân đối của chữ, tạo nên sự cân đối của chữ trong tổng thể là một hình vuông đó. Và tương tự các chữ Hán khác cũng như vậy, bạn nhìn vào và bạn sẽ biết rằng là bên nào là chính hơn, bên nào là phụ, bên nào sẽ phải viết cân đối để hài hòa cho các cái tổng thể đó. Và đấy chính là phần số 3, cách ghép chữ Hán cơ bản. Như vậy hôm nay video kanji số 4 liên quan đến phương pháp học chữ Hán của học tiếng Nhật Cosmos xin phép được khép lại tại đây. Chúng ta đã vừa trải qua tìm hiểu với 3 nội dung chính. Thứ nhất là các nét cơ bản của chữ Hán. Thứ hai đó là các quy tắc viết cơ bản. Và thứ ba là cách ghép chữ cơ bản. Mình hy vọng rằng với những chia sẻ về 3 phần nguyên tắc cơ bản ấy sẽ giúp cho những bạn lần đầu tiên tiếp xúc với chữ kanji, những bạn đang bắt đầu học chữ kanji sẽ bớt bỡ ngỡ và sẽ làm quen với chữ Hán một cách thuận tiện hơn, nhanh hơn, và giúp cho các bạn có những cái động lực mới và động lực để học chữ Hán một cách nhanh và hay, để các bạn thấy rằng chữ Hán rất là hay. Và hy vọng rằng các bạn sẽ liên vai và mình hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ đến học tiếng Nhật Cosmos cũng như là tham gia vào những nhóm học của học tiếng Nhật Cosmos. Từ đó chúng ta sẽ có hình thành nên một nhóm hùng mạnh về học tiếng Nhật và giúp cải thiện năng lực tiếng Nhật của từng cá nhân trong nhóm. Còn hôm nay video số 4 liên quan đến phương pháp học chữ Hán của học tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. ご視聴どうもありがとうございました。